Sau những lần lập đỉnh liên tiếp của giá xăng, Grab là hãng taxi công nghệ đầu tiên thông báo tăng giá cước để hỗ trợ tài xế. Theo thông báo mới nhất, Grab vừa gửi các đối tác tài xế, hãng xe công nghệ này sẽ bắt đầu tăng cước phí tất cả các dịch vụ từ ngày 10 tháng 3. Cụ thể, giá 2 km đầu tiên của dịch vụ Grab K 4 chỗ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 27.000 đồng lên 29.000 đồng, loại 7 chỗ từ 32.000 đồng lên 34.000 đồng. Mỗi km tiếp theo của hai dịch vụ này là 10.000 đồng, tăng thêm 500 đồng. Tại các tỉnh thành phố khác, giá dịch vụ GrabCar cũng tăng 2.000 đến 2.500 đồng cho 2 km đầu tiên, khoảng 600 đồng cho mỗi km sau đó. Với dịch vụ GrabBike, tại Hà Nội, giá 2 km đầu tiên tăng 1.500 đồng lên 13.500 đồng, mỗi km sau đó 4.300 đồng, tức tăng 300 đồng. Mức cước dịch vụ này tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng nhẹ lên 12.500 cho 2 km đầu tiên và 4.300 đồng cho mỗi km tiếp theo. Grab cũng đồng loạt áp dụng giá mới cho các dịch vụ khác như Grab Express, GrabMart và GrabFood. Cho nên là khi mà được nghe cái tin mà Grab tăng được giá, nói chung thì tăng cũng không có nhiều so với mặt bằng thị trường bây giờ. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái đó cũng là một cái động thái để trấn an tư tưởng của anh em, để cho anh em còn có cái hướng được phấn đấu để giữ được chén cơm của gia đình, rồi có được chi phí phần nào để vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn dịch này. Cũng đã ngồi xem đi xem lại, nó cũng không ảnh hưởng gì tới khách hàng quá nhiều. Thực ra thì Grab có thông báo ở trên app ấy, là tăng khoảng độ tầm vài 300 đồng một cuốc xe. Tức là nó rơi vào khoảng độ tầm, bọn anh thì để mà nói thì mừng đấy. Nhưng mà thực chất là để mà thu nhập thì tài xế được hơn thêm một chút, nó bù lại cái tiền xăng. Nhưng với cái giá xăng này thì nói thật là cũng chưa đảm bảo, chưa có thể nào mà để đảm bảo được rằng như bằng như trước đây. Theo anh Trọng Nhân, tài xế GrabCar, suốt gần 2 tuần nay khi giá xăng liên tục lập đỉnh, nhiều anh em tài xế như ngồi trên đống lửa vì mỗi lần đổ xăng là một lần đau ví. Số lượng cuốc xe không tăng, nhưng giá xăng tăng khiến thu nhập của các tài xế giảm ít nhất 1/3 so với trước đây. Cơ bản là một ngày hồi trước á, tụi anh chạy á, có thể là có ngày tụi anh chạy là 350, 400, có khi mà kẹt xe quá là tụi anh đổ khi 500. Nhưng mà bây giờ cứ cầm chiếc xe vô đổ 500 là anh nói thiệt với em là một ngày không đủ chạy. Nhắm mắt lại là không đủ chạy chắc. Muốn mà đủ chạy một ngày là phải từ 600 cho đến 700. Đó là 7 chỗ của anh. Còn nếu mà 4 chỗ hồi xưa á, mà đổ mà để chạy vòng vòng ở Sài Gòn này á, thì cái mức mà đổ trung bình là khoảng 300, 350. Thì bây giờ đó là khoảng 500. Giữa 7 chỗ và 4 chỗ chắc chắn cỡ nào cũng trên lệch 200 nghìn. Thực ra là cái giá xăng lên ấy thì bọn anh rất là khó khăn. Bởi vì cái mức giá hiện tại cho một cuốc xe của tài xế Grab và shipper nói chung ấy là đương là thấp. Thế mà giá xăng lên như vậy nữa thì bọn anh coi như là chạy gần như là hiệu quả cực kỳ kém. Đó, cho nên là rất vất vả. Grab cho biết việc áp dụng mức cước phí mới nhằm thích ứng với biến động giá xăng dầu và giá tiêu dùng, giúp bù đắp một phần chi phí của đối tác, giúp tài xế có thêm cơ hội thu nhập trang trải cuộc sống, cũng như khuyến khích họ phục vụ khách hàng tốt hơn. Trong khi đó, đại diện các hãng xe công nghệ khác như Gojek, Bee vẫn chưa có kế hoạch tăng giá cước. Đại diện Gojek cho biết giá cước mà hãng này đang áp dụng đã được xây dựng, tính toán, bao gồm cả các yếu tố thay đổi của thị trường, không thể nhanh chóng điều chỉnh theo diễn tiến ngắn hạn của giá nhiên liệu. Bên cạnh đó là đơn vị trung gian, hãng xe công nghệ cần cân đối giữa lợi ích của cả đối tác tài xế và khách hàng. Giá cước thay đổi nhiều sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi phía khách hàng.